Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, thì chúng ta đều biết cái ngày rằm, cái ngày mùng 1 là cái ngày mà cực kỳ là vượng khí. Nó là một chỗ ngày may mắn để chúng ta cầu tài, cầu lộc. Và trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong ngày rằm tháng 5 âm lịch năm 2024. Vậy thì chúng ta cùng xem là đó là những con giáp nào và những cái cơ may nào khiến cho những con giáp này có cơ hội đổi vận giàu sang. Thưa quý vị, cái việc mà mong muốn mình trở nên giàu có, mong muốn mình có cơ hội được trúng số đổi đời, mong muốn mình gặp được những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống, thì đó là cái mong muốn chính đáng mà hầu hết ai trong số chúng ta cũng đều là gì? Đều có ước nguyện đạt được. Chúng ta muốn giàu sang phú quý để thay đổi cuộc sống, để mong muốn đạt được những điều mình muốn, mong muốn giàu sang phú quý để giúp đỡ được nhiều người hơn, mong muốn giàu sang phú quý để có thể là gì? Tìm kiếm được những cái cơ hội và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, cũng như là để giúp đỡ được nhiều người hơn trong tương lai và tạo ra nhiều cái điều có ích cho xã hội. Và mỗi một cái thời gian, mỗi một cái thời điểm cầu tài, đặc biệt là cái ngày rằm, ngày mùng 1 ấy, thì nó cũng là một trong những cái khoảng thời gian mà để cho chúng ta có được những sự tự tin để mà phấn đấu, để mà gì tăng cường thêm cái may mắn tài lộc. Và cái tài vận, chúng ta biết thì xét về cái ngày rằm tháng 5 âm lịch ấy, ngày rằm tháng 5 nó là ngày Ất Mão, đó, ngày Ất Mão. Ngày Ất Mão thì đây là một cái ngày mà cũng khá là cát lành. Chúng ta có Ất Mộc, Mão Mộc đúng không ạ? Can chi là tỷ hòa, nó cũng là một ngày khá là tốt. Và chúng ta biết ý, cái ngày Ất Mão thì nó cũng sẽ mang lại những cái may mắn thuận lợi cho những con giáp sau đây. Thưa quý vị, thì để xét về cái vận may, về tài lộc thì chúng ta sẽ có 3 thứ nó quyết định cái tài lộc. Thứ nhất là cái vận lộc tồn, cái lộc tồn đúng không ạ? Thứ hai là cái thiên tài và thứ ba là cái chính tài. Cái lộc tồn và cái thiên tài là những cái tài vận, là những cái may mắn về mặt tiền bạc. Đấy, nó thể hiện những cái sự may mắn nhất định được quý nhân phù trợ và tài lộc thì nó cũng ùn kéo đến. Và chúng ta cũng không kiểm soát được những cái tài này, cái tiền bạc nó đến như thế nào. Mà chúng ta chỉ biết là gì? Trong những lúc khó khăn, trong lúc vất vả hoặc là gì, bỗng dưng quý vị nhận được một cái cơ hội cực lớn, có thể là trúng số đổi đời, có thể là gì, làm ăn thì phát đạt, có thể là gì, mọi chuyện nó hanh thông thuận lợi. Đó. Cái thứ hai là cái vận chính tài. Cái chính tài là cái tài lộc mà chúng ta bỏ công bỏ sức làm ra. Tử Thông lấy ví dụ nhé, như một người mà làm ở nhân viên quán cơm hay nhân viên quán cà phê, là nhân viên trông xe vân vân chẳng hạn, thì cái tiền lương hàng tháng của họ chính là cái gì? Cái chính tài. Vậy là cái chính tài nó không có sự gia tăng quá là mạnh mẽ, nó thực hiện đều đặn đó, nó chỉ có sự tăng trưởng đều đặn thôi. Còn ví dụ như một người nhân viên trong quán cà phê chẳng hạn, nhưng mà nhờ công việc lương của họ chẳng hạn là 6 triệu một tháng, nhưng mà nhờ cái sự tích cực, nhờ cái sự năng nổ và nhờ cái tài ăn nói khéo léo, họ nhiệt tình chăm sóc khách hàng, họ nhiệt tình với ông chủ đó, nhiệt tình trong công việc, có thể làm thêm tăng ca mà không đòi hỏi thêm cái điều gì đấy, thì sẽ được gì? Thứ nhất là được chủ thưởng thêm, vì tháng này anh thấy chú chăm chỉ, anh thưởng cho khoảng thêm 2 triệu nữa. Hoặc là khách hàng ấy, hàng ngày ấy, do cái thái độ phục vụ của anh ấy tốt, đâm ra cũng sẽ nhận được tiền tip, tiền bo vân vân, có thể là 500 hoặc là gì 1 triệu vân vân, tùy theo đấy. Thì cái tiền mà tiền bo thêm hoặc là cái tiền thưởng thêm đó, đó chính là cái gì? Cái vận thiên tài đó. Thì ngoài ra ấy, một số người mà cái vận thiên tài nó vượng hay là cái vận đầu tồn nó vượng thì dễ có cơ hội là trúng số đời đời, hoặc là ra đường thì dễ nhặt được tiền này, cũng có thể là gì, họ mua hàng thì được bốc thăm trúng thưởng, có thể là gì, mua một thùng mì tôm như lại trúng một cái xe hoặc là trúng một căn nhà vân vân. Hoặc là cũng có người là gì, mua một cái tờ vé số chơi chơi thôi, giải đen thôi, hoặc là giúp đỡ người khác thì cũng có cơ hội được trúng số đời đời đó. Đó là những cái vận may mà cái thiên tài lộc tồn và cái chính tài nó mang lại đó. Thì chúng ta biết ý, cái vận may của mỗi con người đều ở mỗi cái thời điểm khác nhau thì cũng sẽ khác nhau, tùy theo tuổi, tùy theo mệnh mà chúng ta cũng có những cái tài lộc khác nhau. Vậy thì chúng ta cùng xem là trong cái ngày rằm tháng 5 âm lịch tới đây thì con giáp nào là con giáp được lộc trời cho, dễ có cơ hội giàu sang phú quý quý vị nhé. Thì chúng ta biết ý, cái ngày rằm tháng 5 âm lịch nó là ngày Ất Mão đúng không ạ? Thì đầu tiên chúng ta cùng xét vận lộc tồn. Thì chúng ta có lộc tồn thì cái ngày Ất Mão này này, thì Mão thì là lộc của những người có thiên can là Ất đúng không ạ? Tức là những người có đuôi năm sinh là số 5. Đó. Vậy nên là gì? Tất cả những người có đuôi năm sinh là số 5 thì đều được cái lộc may mắn do cái vận lộc tồn nó mang lại. Sẽ bao gồm cái tuổi sau này, quý vị cùng lưu ý nhé. Thì đầu tiên chúng ta có tuổi Ất Sửu là 1985. Là những người mệnh kim đúng không? Kim. Thứ hai là Ất Mão là 1975. Là cũng là được thủy. Thứ ba là Ất Tỵ là 1965. Có ngày thuộc hỏa.
Ất Mùi là 1955. Ngũ Hành thuộc Kim. Ất Dậu 1945. Là cũng hành thuộc Thủy. Cuối cùng là 1995 là Ất Hợi. Là có ngũ hành thuộc Hỏa. Đó. Thì đó là cái vận đầu tiên. Khi mà quý vị được cái sao lộc tồn ở chiếu mệnh ấy, thì cái lộc tồn là một cái sao rất là tốt, nó đóng ở cung nào cũng tốt, kể cả xung khắc thì nó vẫn cứ mang lại cái tài lộc nhất định đó. Vì vậy tuy nó khó khăn một chút nhưng mà nó cũng sẽ nói lên rằng là gì, cái vận lộc tồn là cái vận cực kỳ may mắn. Vì vậy mà khi mà được cái vận lộc tồn nó chiếu đến thì quý vị hãy tận dụng cơ hội nhé, để làm ăn, mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình đó. Và chúng ta cùng xét xem là trong những con giáp này thì những con giáp nào là con giáp may mắn nhất nhé. Thưa quý vị, thì chúng ta biết cái ngày Ất Mão thì nó cũng là Thủy đúng không ạ? Thủy thì sinh cho Mộc. Thủy sinh cho Mộc. Vậy nên là những người bị Mộc sẽ là con giáp may mắn đầu tiên, nhưng trong những con giáp này không có tuổi nào bị Mộc đúng không ạ? Thứ hai là gì? Thủy thì sẽ tỷ hòa với Thủy. Mệnh Thủy đúng không ạ? Thì trong thời gian này chúng ta có tuổi là gì? 1975 là mệnh Thủy và 1945 cũng là mệnh Thủy. Đó. Như vậy là gì? Những người tuổi Ất Mão sẽ may mắn hơn những người tuổi Ất Dậu nhá. Như vậy những người tuổi Ất Mão sẽ là tuổi may mắn nhất này. Thứ hai là tuổi Ất Dậu này. Những người tuổi Ất Mão thì tỷ hòa đúng không ạ? Còn những người tuổi Ất Dậu gặp cục diện là Mão Dậu tương xung, vậy nên là cái may mắn nó cũng sẽ giảm đi đôi chút. Tuy nhiên, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian này thì những người tuổi Ất Mão và Ất Dậu hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân. Với những người tuổi Ất Mão thì sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi. Còn với những người tuổi Ất Dậu sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Xíu. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Mão và tuổi Ất Dậu nhé. Đó là hai con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo chúng ta xét đến những người mệnh Thủy thì sẽ bị Thổ nó khắc. Vậy nên là những người mệnh Thổ sẽ là con giáp may mắn thứ ba. Nhưng mà trong những con giáp này thì không có nào mệnh Thổ nữa. Tiếp theo chúng ta xét là Thủy thì được Kim sinh cho. Như vậy Kim sinh cho thì Kim chúng ta có tuổi 1985 là Ất Sửu và 1955 Ất Mùi. Những người tuổi Ất Mùi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3. Còn Ất Sửu xếp vị trí số 4. Những người tuổi may mắn hơn do được cục diện là gì? Hợi Mão Mùi là tam hợp đúng không ạ? Lại được cục diện tương sinh nữa, đâm ra ấy, là những người tuổi Ất Mùi trong thời gian này để tăng cường thêm cái may mắn cho mình ấy, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân đó. Và cuối cùng thì chúng ta còn những người mệnh Hỏa đúng không ạ? Hỏa thì bị Thủy nó khắc, thì mệnh Hỏa thì chúng ta sẽ có con giáp 1995 là Ất Hợi sẽ may mắn hơn, 1965 là nó sẽ vị trí số 6. Những người 1995 thì cũng được cục diện là tam hợp là Hợi Mão Mùi đấy, đâm ra là cái vận may nó cũng sẽ tăng cường lên. Mặc dù là bị xung khắc thì quý vị cũng chỉ sẽ phải vất vả hơn một chút thôi, chứ cũng không đến nỗi là tài lộc nó bị suy kiệt đúng không ạ? Đó, đó là những con giáp may mắn đầu tiên dễ có cơ hội trúng số đổi đời đó. Tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái vận thứ hai. Vận thứ hai đó là cái vận thiên tài. Vận thiên tài thì chúng ta sẽ xét theo cái thiên can đúng không ạ? Chúng ta có thiên can Ất. Ất là Mộc. Mộc thì sẽ bị Kim nó khắc. Kim khắc Mộc sinh tài, vị trí là gì? Kim thì chúng ta có hai thiên can là Canh và Tân đúng không ạ? Canh và Tân, Canh Kim. Canh mà gặp Ất thì nó là vận chính tài, và Tân mà gặp Ất thì nó là vận thiên tài. Như vậy chúng ta có những người thiên can Tân. Những người thiên can Tân bao gồm những người có đuôi năm sinh là số 1 đúng không ạ? Và những người có thiên can Canh thì bao gồm những người có đuôi năm sinh là số 0 đúng không ạ? Canh là 0. Đó. Như vậy là gì? Những người có vận thiên tài này chiếu đến thì cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn tài lộc. Chúng ta cùng xét xem đó là những tuổi nào nhé. Những người có thiên can Tân thì bao gồm tuổi sau này. Chúng ta có Tân Sửu sinh năm 1961, 1961 là ngũ hành thuộc Thổ. Thứ hai là gì? Tân Mão là 1951, có ngũ hành thuộc Mộc. Tiếp theo là Tân Tỵ là 2001, có ngũ hành thuộc Kim. Đến lượt gì? Tân Mùi là 1991, ngũ hành là thuộc Thổ. Tân Dậu là 1981, ngũ hành thuộc Mộc. Và cuối cùng là gì? Tân Hợi là 1971, có ngũ hành thuộc Kim. Thì đây là những con giáp mà dễ được thần tài chiếu mệnh đó ạ. Vì vậy mà quý vị hãy luôn nhớ là
vận may của mình đã tới, chỉ cần quý vị cố gắng nỗ lực và nắm bắt được cái thời cơ thì rất dễ có cơ hội là trúng số đổi đời. Và để tăng cường thêm cái may mắn thì quý vị hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân ấy, nếu quý vị gặp khó khăn, gặp trắc trở, gặp khúc mắc trong cuộc sống cũng như trong công việc thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp hóa giải những xung khắc và giúp quý vị hoàn thành công việc đúng tiến độ, tăng cường cái may mắn, hóa giải cái vận hạn tiểu nhân. Khi mà công việc được hanh thông thuận lợi thì tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho mình quý vị nhé. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên khi mà được khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo đúng tên tuổi cũng như là địa chỉ của gia chủ ấy thì nó mới phát huy được cái công năng tốt nhất, giúp cho quý vị tăng cường cái tài lộc, may mắn và cái sự bình an. Đó. Bây giờ chúng ta cùng xét xem là những con giáp này, con giáp nào là con giáp may mắn nhất. Thì chúng ta cùng xét này. Thì chúng ta biết cái ngày Ất Mão thì nó có ảnh hưởng thủy, đúng không ạ? Thủy thì sẽ sinh mộc. Vậy nên những người mệnh mộc sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Mệnh mộc chúng ta có tuổi Tân Mão và tuổi Tân Dậu thì tuổi Tân Mão sẽ xếp vị trí số 1. Tân Dậu sẽ xếp vị trí số 2. Tân Dậu xếp vị trí số 2, đúng không ạ? Do là gì? Trong thời gian này những người tuổi Tân Mão sẽ may mắn hơn những người tuổi Tân Dậu do cục diện là gì? Những người tuổi Tân Dậu gặp cục diện là Mão Dậu tương xung. Nên là cái may mắn nó cũng sẽ kém hơn phần nào. Nhưng mà chỉ cần nỗ lực cố gắng thì những người tuổi Tân Dậu vẫn đạt được cái lộc lá đầy tay nhé. Tiếp theo chúng ta xét về đến mệnh thủy, đúng không ạ? Thứ hai là những người mệnh thủy thì trong những con giáp này không có. Thứ ba là gì? Khác được thủy là thổ thì con giáp may mắn thứ ba thì sẽ là những người mệnh tuổi Sửu và những người tuổi Mùi. Đó, Tân Sửu và Tân Mùi. Thì tuổi Tân Mùi sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 3 và Tân Sửu sẽ xếp vị trí số 4. Những người tuổi Tân Mùi may mắn hơn Tân Sửu do cục diện là gì? Là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Đấy, các cục diện tam hợp nó cũng sẽ giúp đỡ phần nào, giúp cho cái vận trình của những người tuổi Tân Mùi có những cái đột phá nhất định và may mắn cũng luôn kéo theo. Đó. Và cuối cùng chúng ta còn những người mệnh Kim thì Kim sinh Thủy ấy, có 2001 và 1971 thì 1971 Tân Hợi cũng sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Còn Tân Tỵ xếp vị trí số 6. Đó. Thì những người tuổi Tân Tỵ cũng may mắn hơn những người tuổi Tân Hợi do được cục diện là gì? Hợi Mão Mùi là tam hợp nhá quý vị nhá. Đó. Đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số tiếp theo. Và một cái vận may nữa đến với những con giáp này, đó là những con giáp được cái vận chính tài, đúng không? Chính tài. Cái chính tài nó là cái vận trình tài lộc may mắn đấy. Khi mà quý vị làm công việc được may mắn ấy thì quý vị cũng sẽ được thưởng thêm cái vận thiên tài và chính tài đấy. Đâm ra là cái chính tài này nó cũng sẽ là một cái phần mà không thể thiếu, nó hỗ trợ cho cái thiên tài và cái lộc tồn đó. Vậy là chúng ta cùng xét xem là những con giáp nào may mắn trong thời gian này nhé. Thì những người có thiên canh bao gồm tuổi sau này: Canh Tí là 1960 này, có ngoại hình thuộc thổ này. Thứ hai là gì? Canh Dần là 1950, có ngoại hình thuộc mộc. Canh Thìn là 2000, có ngoại hình thuộc kim. Canh Ngọ là 1990, có ngoại hình là thổ. Đó. Và Canh Thân là 1980, có ngoại hình thuộc mộc. Cuối cùng là Canh Tuất là 1970, có ngoại hình thuộc kim. Đó. Đó là những con giáp mà dễ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, công việc hanh thông và thu nhập cũng sẽ được gia tăng, gặp nhiều cái may mắn. Thì chúng ta xem là con giáp nào là con giáp may mắn nhất trong tuổi này nhá. Thì đầu tiên chúng ta biết là ngày Ất Mão thì ngoại hình thuộc thủy, đúng không ạ? Thủy thì sẽ sinh cho mộc, đúng không ạ? Vậy nên những người mệnh mộc sẽ là may mắn đầu tiên. Mệnh mộc chúng ta có 1950 canh Dần và 1980 là tuổi Canh Thân, đúng không? Thì tuổi Canh Dần sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 1 do là cục diện là gì? Dần Mão Thìn là tam hội. Còn những người tuổi Canh Thân thì xếp vị trí số 2 do là gì? Thân với Mão là thân là Mão nó tuổi là Thân, đâm ra là nó cũng không đồng may mắn bằng. Đó. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai là những người mệnh thủy. Mệnh thủy thì trong những con giáp không có đó. Thứ ba là những người mệnh thổ. Thổ thì chúng ta có 1960 canh Tí và 1990 là canh Ngọ, thì những người canh Tí may mắn hơn nhá, xếp vị trí số 3. Và tuổi Canh Ngọ là xếp vị trí số 4. Đặc biệt những người tuổi Tí và những người tuổi Ngọ thì canh Tí và canh Ngọ thì Tí Mão là vô lễ chi hình, còn Mão gặp Ngọ thì nó là cục diện tương phá. Vậy nên những người tuổi canh Tí cũng sẽ may mắn hơn đôi chút. Và để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy thì những người tuổi canh Tí cũng luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Còn những người tuổi canh Ngọ sẽ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân là Dần, Ngọ, Tuất, do gặp cục diện là gì? Tương phá, đâm ra là nó cũng sẽ kém đi phần nào cái may mắn. Và để củng cố cái tài lộc của mình, quý vị luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân nhé. Cuối cùng chúng ta có những người tuổi Canh Thìn và Canh Tuất. Thì tuổi Canh Tuất sẽ may mắn hơn, nó xếp vị trí số 5. Còn tuổi Canh Thìn sẽ xếp vị trí số 6. Tuổi Canh Tuất được cục diện là Mão Tuất là nhị hợp.
đâm ra là cái may mắn nó cũng sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Còn những người tuổi Canh Thìn thì gặp Thìn Mão là lục hại, đâm ra là cái may mắn nó cũng sẽ bị giảm đi đôi phần. Đó là những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Đó. Vị trí là trong cái rằm tháng năm âm lịch ngày Ất Mão thì chúng ta sẽ có rất nhiều tuổi may mắn. Nếu mà quý vị có tên một trong những các tuổi ở trên này thì quý vị cũng đã gì thuộc một trong những con giáp cực kỳ may mắn, dễ có cơ hội giàu sang phú quý. Vậy nên quý vị hãy nắm bắt lấy để gia tăng thêm cái sự giàu có, gia tăng thêm sự may mắn cho mình quý vị nhé. Thưa quý vị, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp dễ có cơ hội trúng số đổi đời trong cái ngày Ất Mão, ngày rằm tháng năm âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự anh thông. Quý vị thân mến, sau cơn mưa trời lại sáng, năm tuổi này sẽ có chuyển biến bất ngờ trong năm 2024. Tái sinh từ tàn cho, lộc đá đi trước, vàng bạc thì theo sau. Thưa quý vị, tưởng rằng những cái thách thức và những cái vận hạn trong năm 2024 năm Giáp Thìn sẽ khiến cho những con giáp này phải lao đao, chùn chân chùn tay. Nhưng mà chẳng ai biết trước được chữ ngờ. Chính những cái khó khăn, những cái thách thức đó lại thúc đẩy họ phát triển, phát huy hết cái tài năng của mình, lội ngược dòng một cách ngoạn mục và làm nên vô số cái của cải tiền bạc. Năm 2024 năm Giáp Thìn đối với 12 con giáp thì cái năng lượng của năm rồng ấy, nó hứa hẹn rằng đây sẽ là một năm đầy thách thức và cả những cái cơ hội bất ngờ đã ập đến. Với cái sự xuất hiện của năm mới vào cái thời tiết mới thì cái vận mệnh của con giáp khác nhau cũng sẽ thay đổi khác nhau. Có người thì tràn đầy cái hy vọng chờ đợi những cái điều may mắn sẽ đến với mình, nhưng mà cũng có không ít người lòng đầy lo lắng, hỗn độn lo lắng, không biết là trong năm liệu có tươi sáng hơn với bản thân hay không, hay là tiếp tục một năm đầy rẫy những khó khăn và thách thức. Không phải ai cũng có cơ hội được cái may mắn nó đồng hành. Số phận thì luôn ưu ái cho những ai mà có sự chuẩn bị trước. Khi mà năm mới đang đến gần thì chúng ta hãy cùng xem ai sẽ là những con giáp có cái cơ hội chuyển vận bất ngờ trong năm 2024. Bất chấp tất cả những khó khăn đã được dự báo từ trước và liệu rằng họ sẽ mở ra những cái thay đổi bất ngờ gì vào trong năm 2024, xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, con giáp may mắn bất ngờ đầu tiên mà chúng ta không thể không nhắc đến đó chính là những người tuổi Tý, là con giáp số 1. Thưa quý vị, cái tên đầu tiên được nhắc tới trong số những con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024 chính là những người tuổi Tý. Con giáp này được dự đoán là sẽ có một trong những cái cuộc phản công mạnh mẽ, rũ sạch mọi vận xui xẻo và những cái thất bại phải chịu ở trong năm 2023, năm trước đó. Năm 2023 thì gặp cục diện là tương hình với Thái Tuế và những cái vận xui nó vẫn đeo bám liên miên với những người tuổi Tý. Thì chỉ cần bước sang cái tiết khí của năm 2024 thôi thì cái vận trình của những người tuổi Tý có nhiều cái thay đổi, có nhiều cái đổi mới với con giáp này. Nếu như năm 2023 trước đó khiến những người tuổi Tý phải chịu rất nhiều cái áp lực thì bước sang năm 2024 quý vị sẽ cảm thấy khá thoải mái, không còn gặp những cái khó khăn, gặp những cái phiền phức. Cái vận may thì ngày càng tốt lên. Trong năm 2024 thì những người tuổi Tý sẽ trải qua nhiều cái thách thức nhưng mà cũng đón nhận không ít những cơ hội. Với sự thông minh, với sự nhanh trí và linh hoạt của mình thì bản mệnh rất giỏi nắm bắt cái cơ hội và giải quyết mọi vấn đề của bản thân một cách là yên ổn, ổn thỏa nhất. Đầu tiên phải nhắc đến là cái phương diện sự nghiệp của những người tuổi Tý trong năm 2024 ấy, thì những người tuổi Tý sẽ có một trong những cái sự thăng tiến nhất định trong cái con đường sự nghiệp và sẽ gặt hái được những thành công trong việc kinh doanh buôn bán làm ăn. Nhờ đó mà cái sự giàu có sẽ theo sau những người tuổi Tý, theo bước của họ về nhà. Những người tuổi Tý sẽ có thể đạt được một số cái lợi ích tài chính bất ngờ hoặc là đạt được cái sự tăng trưởng về tài chính thông qua cái những cái lựa chọn đầu tư khôn ngoan của mình. Nhưng mà trước khi đạt được những cái điều đó thì con giáp này phải chịu bao nhiêu vất vả khi một cuộc sống không được suôn sẻ như mong muốn. Thay vì than thân trách phận hay là chùn bước uể oải thì những người tuổi Tý lại chọn cách là giấu đi cái sức mạnh, lùi một bước để tiến thêm ba bước, nén mình lại để chờ thời bứt phá. Thì nhìn chung ấy, những người tuổi Tý trong năm 2024 năm Giáp Thìn thì quý vị sẽ tự tin đấy, giữ được cái thái độ lạc quan, dũng cảm đối mặt với những cái thử thách và thay đổi trong cuộc sống.
Bởi những cái thay đổi này nó có thể mang đến cho các bạn những cơ hội trưởng thành và phát triển rực rỡ, đồng thời sẽ hứa hẹn mang lại nhiều cái thuận lợi hơn trong năm. Bên cạnh đó, quý vị cũng hãy nhớ rằng cái cơ hội và cái thách thức thì luôn nó tồn tại song hành. Chỉ cần các bạn tìm được cái hướng đi đúng đắn cho những cái nỗ lực của mình thì các bạn có thể là mở ra những cái thành tựu mới, hoàn toàn có thể được gì một bước nhảy vọt trong cái sự nghiệp và tích lũy được của cải của mình. Hơn nữa, trong năm 2024 năm Giáp Thìn này, các bạn còn có những cơ hội để được giúp đỡ của quý nhân. Họ có thể là đồng nghiệp, là bạn bè hoặc là những người thân trong gia đình. Cái điều này không chỉ giúp cho những người tuổi Tý thăng tiến cao hơn trong công việc mà còn giúp cho cuộc sống của những người tuổi Tý được suôn sẻ, may mắn và bình an hơn. Vì thế, trong năm 2024 năm Giáp Thìn, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho những người tuổi Tý thì quý vị đừng quên mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh ngộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên cạnh sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải hạn tiểu nhân ám hại. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc, tài lộc cứ ùn ùn chảy vào túi của những người tuổi Tý. Vòng đã được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho mình. Đó là những người tuổi Tý con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong cái năm 2024 mà một bước lên mây đổi đời giàu có không ai khác, đó chính là những người tuổi Thìn. Thưa quý vị, năm 2024 là một năm đầy thử thách đối với những người tuổi Thìn. Vì dù sao cũng là cái năm tuổi của các bạn. Nói chung thái tuế nó án ngữ, nó sẽ có những cái thời điểm khủng hoảng khiến cho các bạn hoang mang và sốt ruột khi mà cuộc sống lại có quá nhiều cái sóng gió khôn lường. Nhưng mà nếu xem xét một cách nghiêm túc thì những cái thách thức của năm 2024 có thể trở thành một cái cơ hội thuận lợi bất ngờ đến với những người tuổi, với những người tuổi Thìn. Những người mà sinh năm Thìn ấy thường là những người rất thông minh và có năng lực. Khi có những cái thay đổi lớn về cái vận mệnh thì mọi vấn đề đều có thể là gì, là khoác lên trên mình một cái diện mạo mới, mang đến nhiều cơ hội và nhiều cái thách thức. Với cái sự nhạy bén và sự linh hoạt với thời cuộc của mình ấy, thì những người tuổi Thìn hoàn toàn có thể nhìn ra những cái lối đi phù hợp với chính bản thân mình, không dễ gì đầu hàng trước số phận. Từ đầu năm đến cuối năm thì sẽ luôn có cái những khó khăn nó tiềm tàng, nó ẩn tàng đó. Nhưng mà bản mệnh những người tuổi Thìn ấy vẫn có những cái bước tiến triển đột phá. Lời khuyên dành cho các bạn là không nên chống đối hay là trốn tránh những cái vấn đề nó phát sinh trong năm, mà quý vị nên đối diện trực diện với chúng với một cái thái độ tích cực. Bởi những cái vấn đề đó thì có thể là chìa khóa để các bạn có thể thay đổi cái vận mệnh và mở ra những cái hướng phát triển mới. Với cái thế mạnh là cái tầm nhìn xa trông rộng, dám dấn thân thử sức những cái điều mới mẻ, đầu óc lại sáng tạo, những người tuổi Thìn rất khôn ngoan và có thể tìm ra được cái giải pháp mới cho những cái khó khăn, những cái thử thách của mình. Bên cạnh đó, năm 2024 sẽ là một cái năm chuyển giao. Dù trong công việc hay là trong cuộc sống ấy, thì những người tuổi Thìn cũng sẽ có nhiều cái cơ hội và cái mối quan hệ tốt. Đặc biệt ở nơi làm việc thì sẽ có một số cái dự án lớn hoặc là sẽ có một số cái cơ hội được thăng quan tiến chức. Bạn cũng sẽ gặp may mắn hơn về cái mặt tài chính. Các bạn sẽ có thể nhận được thêm cái sự giàu có khiến cho tình hình kinh tế của các bạn nó được ngày một tốt lên. Một khi mà những người tuổi Thìn đã có đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn và chăm chỉ làm việc để vượt qua chúng ấy, thì không lo không có được cái sự đền đáp xứng đáng cái công sức của mình bỏ ra. Quý vị hãy nhớ rằng thử thách không chỉ là cái bài kiểm tra mà còn là cái bước ngoặt, là cơ hội cho sự trưởng thành và phát triển của cá nhân. Những người mà sinh năm Thìn thì cần phải duy trì cái sự lạc quan và sự tự tin trong cái năm tuổi của mình, tin tưởng chắc chắn vào cái năng lực của mình. Có như vậy thì mới có thể vượt qua được những khó khăn và gặt hái được nhiều cái may mắn và thành công. Vì thế, để gia tăng thêm cái sự may mắn và hóa giải những xung sát thị phi ấy, thì những người tuổi Thìn hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Con giáp có những cái cú lội ngược dòng trở nên giàu có. Tiếp theo, con giáp lội ngược dòng thứ ba đó chính là những người tuổi Tỵ.
Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì được dự đoán là sẽ mở ra một cái bước ngoặt quan trọng trong năm 2024. Bản mệnh sẽ có cơ hội đạt được những cái đột phá lớn trong sự nghiệp và tài chính cá nhân của mình. Năm 2024 thì các bạn phải luôn cảnh giác và nhạy bén, sẵn sàng đón nhận những cái ngã rẽ và cái cơ hội có thể xảy ra bất cứ lúc nào với những người tuổi Tỵ. Từ đầu năm đến giữa năm thì những cái vấn đề hay là những cái kế hoạch khiến cho các bạn lo lắng trì trệ từ trước đó cũng có thể được giải quyết một cách nhanh gọn, mang lại cái nguồn năng lượng và cái cơ hội mới cho tương lai đối với những người tuổi Tỵ. Đặc biệt trong nửa cuối năm 2024 thì những người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều cơ hội để thu hoạch cái tài nguyên của cải nhiều hơn nữa. Cái điều quan trọng là tận dụng những cái cơ hội này và đừng để chúng vụt mất. Trong giai đoạn này thì cái việc chủ động đón nhận và tận dụng những cái thứ bất ngờ sẽ đóng một cái vai trò quan trọng trong cái sự phát triển của những người tuổi Tỵ sau này. Đó, kỹ năng và cái nỗ lực của các bạn cũng có thể mang lại nhiều cái lợi ích và thành công hơn trong năm 2024. Vậy nên quý vị hãy vững vàng với những cái mục tiêu của chính mình, dũng cảm đối mặt với những cái khó khăn và đừng bỏ lỡ những cơ hội để thay đổi cái cuộc đời của mình. Đây cũng là cái thời điểm có cái tiềm năng vô hạn, nếu mà không nhanh nhẹn để tận dụng tối đa những cơ hội này và đặt cái nền tảng vững chắc cho tương lai thì sau này nhìn lại có lẽ các bạn sẽ vô cùng hối hận vì cái sự do dự thiếu quyết đoán của bản thân. Tuy nhiên, những người tuổi Tỵ trong thời gian này cũng cần phải lưu ý rằng các bạn có thể gì theo đuổi cái sự hoàn hảo quá mức mà bỏ qua những cơ hội xung quanh mình. Trong năm 2024, quý vị hãy học cách tận dụng mọi cơ hội lớn nhỏ và dám chấp nhận rủi ro, chấp nhận thử thách. Bằng cách này thì các bạn có thể là sẽ gì thực sự là nắm bắt được cái cơ hội và đạt được cái khối tài sản gấp đôi, thậm chí là gấp 3, gấp 5 lần năm ngoái. Và hoàn toàn xứng đáng với công sức của mình bỏ ra. Đồng thời, bạn cũng sẽ có được cái hạnh phúc trong đời sống tình cảm đôi lứa hay là cuộc sống gia đình. Các mối quan hệ thì nó cũng vô cùng hài hòa và các bạn có thể là tận hưởng một cái cuộc sống tuyệt vời. Những người tuổi Tỵ cần duy trì cái thái độ tích cực và đủ dũng cảm để thử những cái điều mới mẻ để nắm bắt được cái cơ hội trong tầm tay một cách tốt hơn. Nhìn chung ấy, năm 2024 năm Giáp Thìn thì thử thách là cái điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, cũng là cái cơ hội, là cái thời cơ để những người tuổi Tỵ thể hiện cái bản lĩnh của mình. Chỉ cần không ngừng hướng về phía trước, tu dưỡng chính bản thân mình và làm tốt những cái gì mà bản thân có thể làm ấy, thì không phải sợ gì cái thất bại cả. Thành công sẽ luôn bám đuôi những người tuổi Tỵ trong thời gian này. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Vòng nó được các thầy khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 có khả năng lội ngược dòng trở nên giàu có, mặc kệ những khó khăn, mặc kệ những vất vả trước đó. Không ai khác, đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, đối với những người tuổi Mão thì năm 2024 sẽ là một cái năm đầy rẫy khó khăn, đầy rẫy những thách thức. Nhưng chính nhờ những cái thử thách này mà cái khả năng của các bạn đã được tăng lên đáng kể. Dù năm 2024 vẫn chưa phải là một cái năm thăng hoa rực rỡ với những người tuổi Mão, nhưng bản mệnh lại biết cách tận dụng từng cơ hội nhỏ nhất để đưa bản thân tiến xa hơn về phía trước. Con giáp này đã trải qua cái thời kỳ khó khăn trong năm 2023 trước đó, nhưng mà khi bước sang năm 2024 thì bản mệnh được kỳ vọng sẽ có những cái bứt phá và có nhiều cái sự đổi mới trong tương lai. Vận mệnh của những người tuổi Mão có lúc lên lúc xuống, đôi khi thì nằm trong tay bản thân, nhiều lúc lại đổ lỗi cho số phận nó định đoạt. Bởi vậy, cái thứ mà những người tuổi Mão có thể nắm giữ lâu nhất chính là cái kỹ năng, cái kinh nghiệm và cái sự hiểu biết của mình. Và bản mệnh đã vận dụng rất tốt những cái điều đó, tạo ra một cái lợi thế cho bản thân trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Với cái sự ảnh hưởng từ Thái Tuế của năm 2024 ấy, Mão và Thìn lục hại đúng không ạ? Thì ít nhiều cái tâm trí của những người tuổi Mão cũng sẽ có cái sự dao động. Dù bản tính có dĩ hòa vi quý hay là hành xử khéo léo đến đâu ấy, thì năm nay các bạn vẫn có những cái rắc rối bất ngờ nó đến khiến cho các bạn đánh mất đi cái sự bình tĩnh ban đầu của mình. Nhưng mà đừng để cái điều này nó ảnh hưởng đến cái kế hoạch và cái mục tiêu của bản thân. Có thể vận mệnh mang đến những cái thử thách này để gì đánh lừa những người tuổi Mão mà thôi. Chỉ cần các bạn vững tin và bám sát cái mục tiêu ban đầu của mình thì các bạn sẽ không phải chịu thiệt thòi. Những cái nền tảng mà những người tuổi Mão xây dựng được trong cái năm 2023 sẽ tiếp tục mang đến cho bạn những cái niềm vui bất ngờ trong năm 2024.
trước những khó khăn, trước những cái thử thách, thì những người tuổi Mão hãy dũng cảm đối mặt và tin tưởng vào cái khả năng của mình, thì mọi thứ sẽ được gì diễn ra suôn sẻ, mọi khó khăn cũng sẽ vượt qua được. Đồng thời, chỉ có dũng khí, nỗ lực đổi mới thì chúng ta mới có thể là vượt qua được những cái hạn chế của bản thân và đạt được cái sự phát triển tốt hơn trong tương lai. Bởi vậy cho nên để gia tăng thêm cái may mắn và hóa giải những xung sát thị phi, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân. Vòng nó được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc trọn đời cho những người tuổi, cho những người tuổi Mão. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 5 đó, sẽ có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có, thì không ai khác đó chính là những người tuổi Tuất. Thưa quý vị, được kỳ vọng là một trong con giáp chuyển vận bất ngờ trong năm 2024, những người tuổi Tuất quả thật không phụ những cái cơ hội mà số mệnh đã đưa đến để có những cái bứt phá đáng kể theo cách của riêng mình. Thực tế thì vận khí của những người tuổi Tuất trong năm 2024 được dự báo là khá là ảm đạm và nhiều cái áp lực nó bủa vây. Nhưng cái điều đó không có nghĩa là những con giáp này không có cơ hội để chuyển mình đi theo một cái lộ trình hoàn toàn khác so với những gì mà số mệnh đã an bài. Con giáp này chào đón năm 2024 với một cái tâm thế là cực kỳ là tươi mới và sẵn sàng. Dường như cái năm Giáp Thìn thì bản mệnh những người tuổi Tuất sẽ được chia thành hai phe với hai cái trạng thái đối nghịch nhau hoàn toàn. Một số người ở phe số 1 thì là lo sợ bị khắc với thái tuế, bị xung với thái tuế nên là có xu hướng là thu mình lại. Phe còn lại lại tận dụng từng cái cơ hội dù cho nhỏ nhất để rũ mình từ cho tàn, mượn khó khăn để có thể lội ngược dòng, đón tài lộc đầy túi trong năm 2024. Bản mệnh có thể sẽ trải qua một bước đột phá lớn trong cái sự nghiệp mà nhận được những cái cơ hội thật đáng là ngạc nhiên. Đặc biệt, tâm thế luôn sẵn sàng đương đầu với mọi điều xảy ra ấy, nó sẽ giúp cho những người tuổi Tuất có được cái sự chủ động trong mọi hoàn cảnh, làm gì thì cũng tự tin và lạc quan hơn. Dù có đôi khi phải chịu ảnh hưởng từ cái vận thế nó bị giảm sút, rơi vào cái vòng luẩn quẩn, bỏ nhiều cái nỗ lực mà vẫn gặp nhiều cái khó khăn, nhưng mà con giáp này không chịu bỏ cuộc một cách quá dễ dàng, vẫn kiên cường tính toán đi theo cái lối đi riêng của bản thân mình để đợi thời cơ thích hợp tiến hành gì nổi lên. Không có may mắn nào là kéo dài mãi được và cũng không có những cái xui xẻo nào là liên tục được kéo đến đó. Vậy nên trong thời gian này thì trước khi mà bị số phận hoặc là bị các yếu tố ngoại cảnh nó tác động, thì những người tuổi Tuất cũng như là con giáp khác ảnh hưởng ấy thì của cái vận hạn, thì quý vị cần phải có cái đầu tỉnh táo, cố gắng giữ mình trong một cái tư duy sáng suốt, từ đó sẽ không lo, không vượt qua được cái cơn sóng gió này. Về mặt tài chính thì người tuổi Tuất cũng sẽ gặp nhiều cái may mắn, tài lộc có thể ập đến bất ngờ. Đấy. Ngoài ra thì đời sống xã hội của các bạn cũng sẽ thì trở nên nhiều màu sắc hơn và các bạn có thể tạo ra những cái mối quan hệ có lợi cho cái sự nghiệp và cái sự giàu có của mình trong tương lai. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp tăng cường cái vận may về tài lộc tiền bạc của những người tuổi Tuất trong thời gian này. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về 5 con giáp may mắn có cơ hội lội ngược dòng trở nên giàu có, thành công trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Đó là những tuổi sau: 1. Tuổi Tý, 2. Tuổi Thìn, 3. Tuổi Tỵ, 4. Tuổi Mão và 5. Là tuổi Tuất. Đó là 5 con giáp có cơ hội chuyển mình trở nên giàu có trong năm 2024 năm Giáp Thìn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.